Nói chung nó khó khăn ở chỗ là nói chung thu nhập nó ít hơn, nó không có được nhiều cho lắm, với giờ lại khó khó có bạn hàng để chở, rồi khó không có đủ mà để trang trải cái cuộc sống đó. Không có làm gì á, chồng thì đi mằng mướn mằng cũng không nổi nữa, con ai kêu làm gì làm đó. Ổng 58 tuổi yếu rồi, nhỏ học lớp 10, gia đình cô cũng hoàn cảnh khó khăn. Thì huyện Cần Giờ là một cái huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh, thì đời sống bà con là đa số là phụ thuộc vào cái nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên qua cái đợt đại dịch vừa rồi thì thực hiện cái giãn cách xã hội thì bà con thì nói chung là hầu như mất tất cả các nguồn thu nhập, thì mọi hoạt động sinh hoạt đều phải dựa vào cái sự chăm lo của chính quyền địa phương cũng như là các mạnh thường quân. Thì sau đại dịch kết thúc thì tình hình bà con, đời sống bà con cũng cơ bản là trở lại bình thường nhưng mà vẫn chưa có phục hồi được cái kinh tế, điều kiện cũng còn rất nhiều khó khăn. Thì hôm nay thì được sự quan tâm của báo Kinh tế Sài Gòn cũng như đơn vị tài trợ thì đã về thì chăm lo và hỗ trợ cho bà con một phần quà. Thì cái đây là một cái tình cảm rất là quý báu của đơn vị tài trợ cũng như là đại diện báo Kinh tế Sài Gòn đã kết nối, thì cái động lực để cho bà con là an tâm trong cái sinh hoạt cũng như cái đời sống cũng vượt qua cái đại dịch Covid. Chương trình Nói vòng tay lớn của Sài Gòn Town là một chương trình rất là ý nghĩa, và Maybank Kim Eng với chương trình Trade and Give cũng mong muốn một cái ý nghĩa tương tự, nên chúng tôi tìm đến Sài Gòn Town để từ đó hai bên có thể kết hợp, và chúng tôi cũng một phần nào đó đóng góp vào cái vòng tay mà Sài Gòn Times tạo ra. Chương trình Trade and Give của Maybank Kim Eng thì chúng tôi trích 3% doanh thu của công ty trong 3 tháng gần nhất để có thể dùng cái đó tạo thành một cái quỹ của công ty, và thực hiện những cái chương trình hỗ trợ tài trợ và chuyển các cái phần quà và những cái túi thuốc đến cho những cái người bị nhiễm Covid và những cái người dân gặp khó khăn. Vô không con, vô đó cũng rất là khó khăn đó con, giờ cô cảm ơn gia đình với lại những cũng được những người tài trợ giúp cho cô vậy đó.